Hoạt động tìm kiếm máy bay bị mất tích sẽ được tăng cường trong cuối tuần, tin từ Kuala Lumpur. Quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Mã Lai hôm nay cho biết, hoạt động tìm kiếm chiếc máy bay MH370 bị mất tích sẽ được tiếp tục và tăng cường vào cuối tuần này. Ông Hishamuddin Hussein cho biết, cuộc tìm kiếm sẽ được tập trung vào khu vực mà một loạt các tín hiệu được cho là của chiếc hộp đen của máy bay đã được phát hiện vào hồi đầu tháng này. Hôm qua, Thủ tướng Úc ông Tony Abbott đã nói với báo chí rằng hoạt động tìm kiếm dưới nước sẽ được hoàn tất trong vòng khoảng một tuần. Nếu không tìm thấy gì, các giới chức sẽ tạm ngừng để xem xét lại và có thể thay đổi khu vực đang được tìm kiếm bởi tàu ngầm tự động Bluefin 21. Hình ảnh thu được bởi chiếc tàu ngầm không người lái của Hải quân Hoa Kỳ này là công cụ quan trọng nhất đối với nhóm điều tra đa quốc gia, vẫn đang tìm kiếm chiếc máy bay MH370 đã biến mất khỏi màn hình radar vào ngày 8 tháng 3 với 239 người trên máy bay. Một mẫu lấy từ một vết dầu loang trong cùng khu vực khoảng 2.000 cây số về phía tây của thành phố Perth của Úc cũng đang được phân tích. Tuy nhiên, các nhà chức trách cho biết hôm nay vẫn đã có 10 máy bay quân sự, 2 máy bay dân sự và 11 tàu tìm kiếm trong một vùng biển có diện tích rộng tổng cộng khoảng 40.000 cây số vuông. Điều này cho thấy giới chức tìm kiếm dưới áp lực của gia đình của những người trên máy bay vẫn còn một chút hy vọng có thể tìm thấy những mảnh vỡ của máy bay trên mặt nước biển. Các cơ quan chức năng đang dựa vào mô hình hàng ngày của các dòng hải lưu được cung cấp bởi Viện Nghiên cứu Khí tượng và Đại dương của Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối Thịnh Vượng Chung, có thể cung cấp tin tức về cách mà các mảnh vỡ có thể bị phân tán trên mặt nước biển. Mặc dù cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra một tính toán chính thức, nhưng đây có thể là hoạt động tìm kiếm tốn kém nhất trong lịch sử hàng không.